Ngũ Cốc Đức Phú xin kính chào quý khách nha. Hiện tại thì bên em đang chuẩn bị là đóng gói ngũ cốc để gửi cho khách này. Ở đây có ngũ cốc nội tiết dành cho nữ và ngũ cốc dành cho nam, và có ngũ cốc dinh dưỡng này. Đó. Đây là ngũ cốc dinh dưỡng này. Ở đây là ngũ cốc nội tiết dành cho nữ, còn đây là ngũ cốc dành cho nam. Đấy. Mỗi loại ngũ cốc có một công dụng riêng, thành phần thì ghi sẵn trên cái túi ngũ cốc rồi. Đấy, đây là đơn hàng em chuẩn bị đóng gói để gửi đi. Thì ngũ cốc Đức Phú bây giờ thì nó đi toàn quốc rồi, nên các chị em ở ngoài Bắc trong Nam đều là sử dụng ngũ cốc nội tiết Đức, ngũ cốc Đức Phú. Anh chị em mà cần ngũ cốc thì liên hệ Facebook Thanh Hà của em nhé. Rồi, xin chào.